ai cho người không người này mình dạy bây giờ dạy bây giờ nó không biết sinh viên nào mà nó sẽ lấy cho thì mình chịu đó cho nó không biết sinh viên nào mà làm như vậy mà mình đây là lá thì về nó sẽ kế mà mình chịu đó thì chết là mình không biết đâu như vậy cho nó là gì đó là lấy cho nó đi đi về là ai là đi lại thì mình ra đây để giải sinh mà giải sinh thì giải sinh thì cái này mình đi ra đây đó chúng tôi thấy như khi nào thấy như học cũng nói ra chúng ta về lấy tiền này thì tôi trong nước mà tha rồi tha rồi thì chắc sẽ trong một chuyện chắc để tôi chơi xin xin ra của đấy làm nhau mà chơi đó làm nhau mà xin này ai về thì trong này thì em cũng không biết giờ bây giờ mình phải làm gì đây là không biết giờ bây giờ mình phải làm gì bây giờ ai là không biết giờ bây giờ mình phải làm gì bây giờ mình đi chơi như thế này đủ cái này giải gì cho nên tôi cũng tất cả là bác sĩ nên tôi đau là đấy, có đâu mà nó ghê gì mà bây giờ cháu mà nó bây giờ cháu mà cũng rất là ghê chứ mà cũng như dân sinh mà cũng như dân sinh này quên là người bảo của nó thì áo mình cháu chứ cái thì áo mình cháu chứ đẹp rồi cái thì áo mình nên nghỉ hảo cũng chứ đâu gái sinh như vậy mà mình theo cái cháu bây giờ cái là đây tôi cũng sẽ là cái giờ mình đi sang này tôi ra đây tôi luôn nhớ sinh mình ấy bây giờ cháu là bây giờ lúc đầu đang cháu sinh về đây ấy đây là thầy giảng sẽ đang đi chọn cái trong này tôi đâu bị nhái không bị chọn là sai và theo lúc này đang sai mà bị nhái là sai bị nhái mà không biết gì cả cái người này thì đâu ra làm đâu ra làm ra sẽ ra cả và không rồi tôi đâu nghe gì mà vì vì đâu biết cái gì mà tao mới sinh ra cháu mà tao mới sinh cái đồ thì tao mới sinh cũng không biết quan trọng đi sao cũng thế mà tại đấy tôi nó xuống ra rồi mà xuống đi này xuống đấy lên đây xuống đây rồi lên đây xuống đây rồi đi luôn đi luôn cả mà tao nó còn nhiều rồi xuống đó tao nó xuống